Ngày 4 tháng 5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tiến hành kiểm tra và phát hiện một vụ vận chuyển trái phép các sản phẩm động vật hoang dã nghi làm từ ngà voi và vẩy TT từ châu Phi về Việt Nam. Kiểm tra hành lý của một đối tượng nữ, 34 tuổi, đi trên chuyến bay từ Angola châu Phi về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan phát hiện bên trong có hơn 4 kg các sản phẩm của động vật hoang dã, bao gồm vòng đeo tay, hạt tròn trang sức, nghi vấn làm từ ngà voi châu Phi và 200 g vẩy TT. Theo cơ quan chức năng, đối tượng trên đã sử dụng thủ đoạn mới, hết sức tinh vi bằng cách chia nhỏ số tang vật trên, sau đó bọc trong giấy bạc, rồi cất giấu vào bụng cá hồi đông lạnh và các hộp sữa bột nhằm che mắt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan hải quan đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn.